ngừa lên hay gì không biết nhưng mà chị dương tính thì chị phải chịu ở nhà dạ, nhưng mà em... hồi tối công an nói với chị sao à, không muốn bán là phải cho không được ra khỏi nhà đúng không mà giờ chị lên trên đây chị làm cho khác tán nguyên như vậy làm sao dạ, em phơi, nắng, ý. phơi nắng thì mặc quần áo vô clip người phụ nữ nghi là ép không ăn mặc mát mẻ lên sân thượng nằm phơi nắng hàng xóm nhắc nhở vẫn tỉnh ngơ như không Mới đây tài khoản TikTok Hap Chan đăng tải đoạn clip quay lại cảnh một người phụ nữ áo cam ăn mặc mát mẻ nằm dài trên sân thượng phơi nắng, đáng nói, nhân vật chính trong đoạn clip này được cho là F0, dương tính với COVID-19. Theo diễn biến ghi lại, người quay clip nói, chị dương tính thì chị phải chịu ở nhà, tối qua công an nói với chị sao, không muốn bán còn lại phải ở nhà, giờ chị lên trên đây rồi phát tán nguyên như vậy rồi làm sao. Lúc này người phụ nữ áo cam trả lời, chị lên đây nằm phơi nắng xíu, phơi nắng thì mặc quần áo vô, người quay clip bức xúc, người phụ nữ áo cam sau đó có động thái chỉnh kéo quần áo xuống tuy nhiên vẫn nằm dài chưa chịu đi về nhà người ta đã nói bao nhiêu lần mà chị không thực hiện thì bây giờ chị bị chị còn đồ thừa ai chị còn nói cái gì em nhắc chị từ hồi trước dưới sân phải không em nhắc chị đeo khẩu trang vô chị quay lại nói em chửi em cuối clip khi bị dọa báo công an người phụ nữ áo cam vẫn nằm chơi chơi không có ý định hợp tác và nghe lời khuyên can của hàng xóm hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu và người phụ nữ áo cam có thật sự là ép không hay không nhưng đoạn clip đã nhận về hơn 700.000 lượt xem và hơn 700 bình luận đa phần đều cho rằng nếu người phụ nữ là ép không thật thì hành vi tắm nắng trên sân thượng của người này là rất đáng bị lên án thậm chí một số khác bày tỏ ý kiến cơ quan chức năng nên vào cuộc và phạt thật nặng trường hợp này